Bây giờ đây tôi muốn dành một ít thời gian để mà nói về Litecoin đi Tại vì gần đây có rất nhiều bạn hỏi Thuận về đồng Litecoin Thì tại sao thì có thể là nhiều bạn cũng đã thấy được là giá của Litecoin đó Mặc dù thị trường ảm đạm nhưng mà Litecoin trong vòng thời gian là hai tuần qua Đã tăng 25% rồi các bạn Và trong vòng 30 ngày qua đã tăng 36 con số phần trăm tăng trưởng này nếu như mà nói là cái mùa bull run thì thật sự cũng là bình thường mà thôi nhưng mà nếu như mà nói là trong cái thời điểm ảm đạm thì nhiều người cho là đây là một cái sự tăng trưởng khá là ấn tượng nữa các bạn chúng ta thấy được là giá của Litecoin bây giờ là ở mức là 76 đồng 85 cent thì thường nghĩ sao về đồng Litecoin thì thường có rất nhiều cảm xúc đi qua tới Litecoin các bạn nhưng mà nào mà theo dõi kênh từ những ngày đầu tiên thì cũng đã biết đồng Litecoin là một triệu đồng mà thường rất là yêu thích luôn có thể nói được đó là hồi xưa thường yêu thích đó, ngoại trừ Ethereum ra đó thuần yêu thích tổng Litecoin đứng hạng thứ ba đó các bạn. Tại vì những cái thời điểm đầu tiên đó giống như là năm 2017 đó thời điểm đó chúng ta sẽ không có Cardano, chúng ta không có BNB cho nên đồng Litecoin là đồng mà thường yêu thích thứ ba sau Ethereum và BTC thì tại sao bây giờ thằng thường lại không có đầu tư vào Litecoin nữa thì có nhiều lý do lắm các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái video thường làm rất là lâu rồi liên quan tới Litecoin là gì năm 2017 đó các bạn đây là cái video thường làm ngày 26 tháng 10 năm 2017 thì chúng ta hãy dành một ít thời gian đi các bạn có thể nhìn thấy được là cái giá của những cái đồng lúc đó như thế nào các bạn thấy được là ngày 26 tháng 10 năm 2017 thì lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC 5.842 đô thì cho dù là chúng ta có thể thấy được cái mức giá bây giờ đã giảm rất nhiều so với đỉnh Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là từ thời điểm đó tới bây giờ đã BDC vẫn tăng khoảng chừng là 3 lần các bạn Chúng ta thấy được là Ethereum thì tăng rất đáng kể luôn Lúc đó chỉ có 300 đô mà thôi cho một đồng Ethereum Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là cho dù thị trường ảm đạm Chúng ta vẫn thấy được Ether ở mức là 1.200 đô Chúng ta nhìn thấy được Litecoin thì sao? Litecoin thì khác với lại BDC và Ethereum Lúc đó, đó đồng Litecoin đã là 55 đô rồi các bạn Và bây giờ đồng Litecoin đó là mức là 76 đô Thì so với cái sự tăng trưởng giống như là Bitcoin tăng 3 lần so với thời điểm đó Ở mức giá hiện bây giờ Ethereum tăng 4 lần so với thời điểm đó với mức giá hiện bây giờ Nhưng mà Litecoin đó thì không phải như vậy các bạn Litecoin cũng tăng nhưng mà không có nhiều đâu Nhưng mà đây không có phải là lý do tại sao mà Thuận không đầu tư đồng Litecoin nữa Tôi sẽ chia sẻ một số những cái lý do với các bạn Nhưng mà nói tới Litecoin đó thì các bạn đã biết là Litecoin đó rất là giống như là BTC Thật ra mã nguồn của Litecoin đó là cũng là copy từ BTC Rồi sau đó đã thay đổi một số những cái tài liệu ở trong mã nguồn Để Litecoin có thể là nhanh hơn BTC không một chút Tôi nhớ là một lắp của Litecoin là nhanh 4 lần so với lại BTC và chúng ta thấy được là Litecoin cũng có hai viền luôn giống như y chang như BTC gì đó thì các bạn thấy được là cái đợt halving kế tiếp đó của Litecoin là bây giờ ước tính ngày 22 tháng 8 năm sau có nghĩa là tới trước BTC đó các bạn tới trước khoảng chừng là vài tháng chúng ta thấy được là còn 268 ngày nữa là tới ngày Litecoin halving so với lại BTC đó bây giờ ước tính còn khoảng chừng là 598 ngày nữa mới tới ngày Bitcoin halving thì chúng ta thấy được là Litecoin và Bitcoin có rất nhiều điểm giống nhau Nhưng mà nào mà mới tham gia đó thì có thể là không hiểu viên là gì thì having hiểu đơn giản đó chính là mỗi một thời gian nào đó so với BTC đó thì tính theo lốc mà thôi nhưng mà chúng ta có thể nghĩ là mỗi một cái thời điểm nào đó khoảng chừng 4 năm đó thì cái số lượng Bitcoin đào ra sẽ bị giảm đi phần nửa, phần thưởng bị giảm đi phần nửa. Thì Litecoin cũng gì các bạn, tôi sẽ chia sẻ thêm về hiện tượng Harvey này khi mà nó tới gần hơn. Nhưng mà bây giờ cũng có nhiều người đang có hứng thú đối với Litecoin tại vì chúng ta sắp sửa thấy hiện tượng tương tự như Bitcoin xảy ra với Litecoin, cái phần thưởng sẽ bị cắt đi phần nữa vào thời điểm là khoảng chừng ngày 22 tháng 8. Thì đối với Litecoin đó các bạn đã biết là trước đây đó thường thích Litecoin tại vì nó có một cái thông điệp rất là đơn giản luôn. Thông điệp đó là thông điệp gì? Thông điệp đó đó là cái thông điệp là Litecoin là bạc, Bitcoin là vàng. Bitcoin là bạc điện tử đó thì Litecoin sẽ là bạc điện tử. Tôi cảm thấy thông điệp này đó nó rất là đơn giản và dễ hiểu và cả hai có nhiều cái điểm tương tự như nhau. Khi mà đầu tư đó thuần rất là chú tâm đến cái thông điệp, thông điệp của một cái tài sản đầu tư nào càng đơn giản đó, càng dễ hiểu thì thường càng thích cho nên thường rất là thích cái thông điệp này của Litecoin trước đây giống như là các bạn thấy được là internet đó, trước đây khi mà họ nói tới internet là gì đó thì nhiều người có thể giải thích rất là khó hiểu các bạn nhưng mà sau đó đó chúng ta có một cái định nghĩa internet mà đối với người thường nó rất dễ hiểu đó chính là internet là xa lộ thông tin các bạn đầu tư vào internet nghĩa như là các bạn đầu tư vào một cái xa lộ thông tin sau này thì nó rất dễ hiểu luôn và sau đó người ta đã hiểu hơn về Internet chỉ một cái thông điệp đơn giản như vậy mà thôi thì trước đây tôi rất là thích Litecoin vì cái lý do đó các bạn và đây không phải là bất cứ ai đặt ra mà ngay cái cộng đồng Litecoin đó cũng là cộng đồng mà rất là quan tâm đến cái thông điệp này giống như là Bitcoin và Litecoin là anh em gì đó Litecoin có thể là nhanh hơn nhưng mà có thể là rẻ hơn là Bitcoin nhưng mà nếu như Bitcoin đó là vàng thì Litecoin là bạc Bitcoin đó là tài sản lưu trữ giá trị Litecoin cũng có thể luôn. Bitcoin nếu như sau này dù làm thanh toán đó thì Litecoin cũng có thể luôn Cho nên đây là cái thông điệp mà đã có rất là nhiều người tin tưởng trước đây Nhưng mà sau đó thì có một số sự kiện xảy ra Tôi chia sẻ với các bạn Litecoin nó được tạo ra bởi một người có tên là Charlie Lee Charlie Lee đó trước đây là giám đốc của công ty Coinbase các bạn Thì lúc mà Charlie Lee đã tạo ra Litecoin sử dụng mã nguồn của BTC đó Thì các bạn biết sau đó đó Litecoin đã có thể lên trên sàn của Coinbase Bây giờ các bạn thấy được là nhiều đồng trên Coinbase thì các bạn cảm thấy là cũng không có gì đặc biệt Nhưng mà hồi năm 2017 đó các bạn có biết Coinbase chỉ có 3 đồng mà thôi Thứ nhất là Bitcoin Thứ hai là Ethereum Và thứ ba là Litecoin Mà lúc đó đó sàn Coinbase nó rất lớn luôn các bạn Lúc đó vẫn chưa có những sàn như là chúng ta nói tới Binance hay là KuCoin như bây giờ đâu Các bạn thấy được là Litecoin trở thành một trong 3 đồng trên sàn Coinbase là một điều cực kỳ có lợi thế luôn Và một những lý do đó là tại vì Litecoin được tạo ra bởi Charlie Lee Và Charlie Lee lúc đó là giám đốc của sàn Coinbase Cho nên lúc đó đó Litecoin rất là mạnh Không giống như bây giờ đâu các bạn và Charlie cũng là một người à, mà rất là ủng hộ cái thông điệp là Litecoin là bạc, Bitcoin là vàng điện tử nhưng mà sau đó thì về nhiều áp lực các bạn giống như là người đứng đầu dự án thì có rất nhiều áp lực nhất là khi mà giá cả không tốt hay là khi mà những cái update nó không có ra đúng hạn cho nên các bạn mới thấy được là những người à, như là Vitalik hay là chúng ta nói tới những người như là George Hoskinson của Donald đó thì à, luôn xuất hiện à, để mà chứng ngang mọi người chia sẻ nhiều thông tin Charlie Lee lúc đó cũng như vậy nhưng mà Charlie Lee đó thì là một người mà giống như là im lặng hơn các bạn, không phải là một người mà thích livestream theo đường hiểu là như vậy, rất ít xuất hiện uh, ở những cái sự kiện cũng như là không có livestream, không có cái YouTube thường xuyên xuất hiện đâu các bạn. Sau đó đó thì uh, Charlie Lee vì một lý do nào đó có thể là áp lực từ cộng đồng khi mà hệ thống Litecoin không phát triển như ý muốn hay vì một lý do nào đó đó thì Charlie Lee đã bán hết tất cả Litecoin của mình rồi các bạn. Và lúc đó đó là điều uh, cực kỳ khiến cho nhiều người bất mãn luôn và đó là điều xảy ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2017 và những người nào mà biết lịch sử thì các bạn đã biết lúc đó là cái đỉnh của năm 2017 luôn điều này đó càng gây thêm nhiều phẫn nộ nữa khi mà sau đó, đó năm 2018 giá cả lại đi xuống rất là mạnh thì nhiều người nói là Charlie Lee đã có thông tin nội bộ à, đã giống như là đâm số lượng này lên trên những người ủng hộ Litecoin rồi sau đó cầm tiền rồi đi không có quan tâm đến Litecoin nữa cái sự phẫn nộ đó nó càng lớn hơn nữa khi mà năm 2018 là một năm mà rất ảm đạm các bạn. thêm vào đó các bạn thấy được là như thường chia sẻ đó ở trên cái thuy đều của Charlie Lee đó thì cũng rất là ít uh, thuyết các bạn các bạn đã thấy được là Charlie Lee đó chỉ vì thuyết lại mà thôi, coi như là share những bài của những người khác. và cách đây là 4 ngày rồi các bạn, bốn ngày trước là Charlie Lee share cái bài này cách đây bốn ngày trước sẽ những bài này ba à, ngày trước đó thì xem những cái bài này nói chung đó thì Charlie phần lớn là không có là một người mà thường xuyên xuất hiện trước mặt của công chúng các bạn chỉ share là những bài ở trên Twitter mà thôi ngay cả chúng ta nhìn vào cái Twitter chính thức của Litecoin đó chúng ta thấy được là cũng không có nhiều cái bài viết chia sẻ tương tác với cộng đồng các bạn thì cũng có nhưng mà rất ít khi các bạn so sánh với những nền tảng khác đó thì cái sự tương tác nó rất là cao thì những điều này đó cũng không có phải là làm cho thuận bất mãn hay là không có lưu trữ Litecoin nữa mà có một điều nữa đó chính là cái xu hướng của Litecoin đó năm 2018 trở lên thì đã có nhiều sự thay đổi rồi các bạn Trước hết là các bạn đã biết là gần đây Litecoin đã có cái cập nhật là Mimble Wimble Đây là cái cập nhật mà cho Litecoin cái tính ẩn danh các bạn Có nghĩa là cho đồng Litecoin khi mà giao dịch có một cái sự lựa chọn là các bạn có thể giao dịch ẩn thân Không có giống như là những cái đồng khác sử dụng cái công nghệ Mimo Wimble này đó có thể khiến cho Litecoin nó khó truy ra hơn là địa chỉ từ đầu đến đâu. thôi thì chưa bao giờ sử dụng nhưng mà theo hiểu là như vậy. Nhưng mà cái mà quan trọng hơn đó là thuần không có thích bất cứ những đồng nào mà dính vào những cái giao thức ẩn thân các bạn. Tại vì các bạn đã thấy được, cho dù là những quốc gia bây giờ đó họ đã cởi mở hơn, họ chấp nhận crypto hơn, họ có ý định là ra luật để mà phát triển thị trường này. Nhưng mà cái mà những quốc gia đó đó không chấp nhận là gì các bạn có biết không? phần quốc gia bây giờ đó là họ không có chấp nhận bất cứ một cái giao thức gì mà họ không biết bạn là ai họ không thể truy ra được là bạn là gửi từ ví nào tới ví nào ít ra họ phải làm được điều đó cho nên các bạn thấy được những cái đồng mà liên quan tới ẩn thân đó như là chúng ta nói tới Monero đi những đồng mà không phải là công nghệ xấu mà những đồng công nghệ ẩn thân nó quá tốt thì sẽ dẫn đến là nhiều sàn giao dịch sẽ delist đó các bạn cho nên vì lý do đó đó Litecoin đi sang xuống này thường cảm thấy là cũng không phải là một cái xu hướng mà thường ủng hộ dài hạn Thêm vào đó đó chúng ta thấy được là Litecoin nó cũng có sự thay đổi rất là nhiều Khi mà thị trường tốt đó giống như năm 2017 thì các bạn thấy được là cả hai đều là anh em với nhau Bitcoin, Litecoin, Litecoin là em của Bitcoin vân vân Giống như là Bitcoin là vàng, Litecoin là bạc kia liên thường dự chia sẻ với các bạn Nhưng mà khi mà thị trường không tốt đó thì lại có nhiều sự thay đổi các bạn Nhiều người trong cộng đồng Litecoin thì nói là không Litecoin không có phải chỉ là em của Bitcoin, Litecoin là một mạng lưới khác, Litecoin nhanh hơn Bitcoin, tốt hơn Bitcoin. Có nhiều người nói là Litecoin có thể là có hợp đồng thông minh, có nhiều người nói là Litecoin có thể là có game. Tất cả những điều đó đó đều rất là khác so với lại những gì mà Thuận thích về Litecoin Đó chính là cực kỳ đơn giản mà thôi Litecoin y chang như Bitcoin gì đó Chỉ là Litecoin là bạc, Bitcoin là vàng Thuận chỉ thích như vậy mà thôi Đó là cái suy cá nhân của Thuận mà thôi Nhiều bạn có thể thích Litecoin Có hợp đồng thông minh hay là có game hay là một lý do gì đó 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 là cái sở thích của mỗi người Và cái lòng tình của mỗi người mà thôi Thuận chỉ chia sẻ theo quan điểm của Thuận Và tại sao Thuận không có lưu đu chữ đồng Litecoin nữa còn các bạn làm gì thì đó là chuyện của mỗi bạn mà thôi điều này cũng không có nghĩa là các bạn nên theo thuận hay là các bạn không nên đầu tư litecoin các bạn hoàn toàn có thể đầu tư litecoin nếu như các bạn tin tưởng tương lai của litecoin tin tưởng vào những cái xu hướng tới đây tin tưởng vào mimo wimble đó là cái quyết định của mỗi bạn mà thôi còn đối với thuận đó thì khi mà Litecoin muốn cạnh tranh với lại hợp đồng thông minh hay là cạnh tranh với lại tốc độ thì sẽ cạnh tranh với nhiều đồng khác các bạn nó sẽ khó khăn hơn đối với thuận thì như bạn thường là thuận có đầu tư Litecoin lại hay là không thì câu trả lời là có nếu như mà cộng đồng của Litecoin có thể trở lại và ủng hộ cái thông điệp Litecoin là bạc Bitcoin vàng thì thường hoàn toàn sẽ ủng hộ các bạn đó là cái sự chia sẻ cá nhân của thùng mà thôi có thể là nhiều bạn không có thích nghe nhưng mà các bạn hỏi thường thì thùng sẽ chia sẻ những gì mà thường đang suy nghĩ hiện tại như là thường vừa chia sẻ với các bạn mỗi người có thể có mỗi suy nghĩ khác nhau và điều này cũng không có nghĩa là Litecoin không có vấn đề gì hết á. chỉ là cái xu hướng đó thì đối với thường nó đã không giống như là những cái mà thường nghĩ nữa cho nên các bạn được là không có đi cung đường thì thường không có đầu tư nhưng mà nếu như mà chúng ta lại đi cung đường nữa thì đương nhiên thường sẽ ủng hộ Litecoin. Like my I'm Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing got